khi mình chưng á, cái nồi nó không bị đen nha mọi người. Vừa đủ một xong luôn ha. Món ngon mình làm từ bí ha. Bí chân ốc heo. Đó, ăn gì bỏ nấy nha mọi người. Còn cái này là bí mình hầm với xương. Còn cái này là bí chiên giòn. Mà mọi người cũng rất thích nha. Giờ mình ăn thử miếng bí chân ốc heo này như thế nào ha. Bí này những người mà bị rối loạn tiền đình đó mọi người thì nên ăn thường xuyên nha. Nhìn nó giảm các triệu chứng rối loạn tiền đình đó mọi người. Với lại cũng tăng cường trí nhớ nè, nó bổ não nữa. Cho nên mọi người một tuần khoảng ăn khoảng một lần hai lần thì tốt lắm nha mọi người. Thank you.